Xin chào mọi người đã trở lại với Thủy Farm Rio Oregon dưới đây. Cả nhà nhìn cái cây của nhà Thủy nè. Thủy không cần đi đâu xa để ngắm lá vàng rụng vào mùa thu nha cả nhà. Ngoài sân nhà Thủy là thôi quá trời luôn. Đây nè cả nhà nhìn nè. Rụng quá trời mà lá này đẹp quá cả nhà ha. Cái lá này nó giống như là cái lá gọi là Momiji ở Nhật Bản mà nó ở Hokkaido quá cả nhà. À, quá trời luôn cả nhà nhìn nè. Cái cây quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cao ngời ngời luôn. Quá trời cao. Hay. Đó. Lá vàng của nhà em đó cả nhà. Rụng vào mùa thu đó cả nhà. Đây là cảnh của nhà em lá vàng vàng rơi nè cả nhà ơi. Đó, quá trời luôn. Cái cây tàn của nhà em nhìn nè cả nhà. Đẹp không? Hôm nay nó vàng dữ lắm mà Thủy quên không có quay cái cây nhà, bữa nay nó rụng gần hết rồi. Nên là cả nhà cảnh đẹp quá. Còn đây là người mẫu American model for Thủy YouTube. American model for Thủy YouTube. Ồ đẹp quá cái ơi. So. Oh, there's enough maple leaves. That it look beautiful. I know. There's enough maple.